Chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bắc Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 5m2, độ dài là 10m, thiết kế một trệt, một lửng 3 lầu. Nhà thì nằm ngay trên trục đường Nguyễn Văn Nghi thuộc phường 7 quận Gò Vấp nha. Căn nhà nằm sát bên với quận Phú Nhuận và rất gần với ngã năm trồng chó cũng như là khu vực trường Đại học Công nghiệp 4 và sát bên với chợ Gò Vấp nha. Căn nhà này thì hướng nhà là hướng chính nam và đang được giao bán với giá là 7 tỷ 870 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng nha quý vị. Một căn nhà ngang 5m2, sâu 10m, xây dựng hết đất và rất đẹp, rất sang trọng luôn. Nằm trong khu nhà đồng bộ 20 căn, hẻm 6m tại trục đường Nguyễn Văn Nghi thuộc phường 7 và nằm sát với trục đường chính Nguyễn Văn Nghi luôn. Đường xe hơi hai cái tránh nhau, cách đường chính Nguyễn Văn Nghi khoảng tầm 30m thôi. Khu nhà mình toàn bộ là khu nhà đẹp và xây hoàn toàn mới, hoàn toàn năm 2022. Nhà mình thì đang được chào giá bán là 7 tỷ 780 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng nha. 7 tỷ 870 triệu đồng giá vẫn còn thương lượng nha quý vị. 7 tỷ 870. Hướng chính nam sẽ có hai lớp cửa, một lớp cổng sắt bên ngoài và một bộ cửa nhôm Sinfa. Đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Được chủ nhà ốp sàn gạch 80 và làm thông với bên trong. Cầu thang được làm ép sát tường, ốp gỗ và chạy lan can sắt rất đẹp. Ngang 5m2 nên là nhà rất là rộng rãi. Một căn nhà nằm sát với quận Phú Nhuận, rất là tuyệt vời cho anh chị mua để ở nha. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà thuộc đường Nguyễn Văn Nghi rất là hiếm này thì hãy gọi ngay về tới Nhà đất Bắc Hưng nha. Trần được bố trí thạch cao và đèn chùm. Nhà thì trang trí cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ xuất sắc luôn. Tường được ốp nhựa, phía bên tường bên tay phải màn hình và phía trong thì được tặng sofa, trên thì có bàn ăn, giường, tủ và máy lạnh. Nhà thì tặng full nội thất lên tới phải tầm 600 triệu đồng. Giá bán là 7 tỷ 870 triệu đồng. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn siêu phẩm nhà đẹp tại trục đường Nguyễn Văn Nghi này thì hãy alo ngay về tới Nhà đất Bắc Hưng theo hai đầu số đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta tham quan và sở hữu ngay nhé. Với giá này mà chúng ta có ngay nhà hẻm xe hơi thì rất là hiếm luôn. Nhà thì nằm sát với quận Phú Nhuận và sát bên với sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng ta di chuyển về quận 1 thì đi khoảng tầm có 20 phút đồng hồ thôi. Một đường thẳng Nguyễn Kiệm lên là chúng ta đến với quận 1 rồi. Chúng ta có luôn tivi này. Một trệt, một lửng 3 lầu, nhà có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Quý chị cô chú xem thì chúng ta hãy gọi ngay về tới Nhà đất Bắc Hưng nha. Và bên Bắc Hưng sẽ liên tục cập nhật video và dẫn anh chị cô chú đi xem đến 29 Tết luôn. Thì bên em chỉ nghỉ ngày 30 và mùng 1, 2, 3 thôi. Từ ngày mùng 4 em bắt đầu dẫn khách rồi. Thì cô chú xem thì chỉ gọi cho em. Bên em sẽ dẫn anh chị cô chú đi tham quan nhà trong dịp Tết Nguyên Đán này. Và để mua được một căn nhà đón Tết thì chúng ta nên chọn tới Nhà đất Bắc Hưng với những căn nhà đẹp giá rẻ nhất trên thị trường. Và khi liên hệ tới bên em, chúng ta sẽ được bớt giá từ 200 tới 700 triệu đồng với đội ngũ đông đảo, tư vấn nhiệt tình và làm giá tốt nhất. Thì bên em cam kết bán nhà giá hợp lý nhất cho anh chị cũng như là nhà sổ hồng riêng pháp lý đầy đủ, đã được bên em hỗ trợ tư vấn bên ngân hàng cho chúng ta vay. Trên tầng lửng thì sẽ làm phòng bếp, tặng lại bộ bàn ăn 6 ghế gỗ sồi, mặt kính. Và bên trong thì chúng ta có bếp điện từ, máy hút khói kèm với tủ lạnh và một cái bình lọc nước. Tủ bếp sẽ là tủ gỗ an cường và phòng bếp này được thiết kế rất đẹp, rất sang nha. Bếp trên lửng rất là sang trọng nha quý vị. Anh chị nào mua, nếu mua được nhà bếp trên lửng thì cực kỳ thoáng luôn. Giá bán thì khá là rẻ nha quý vị. Chỉ có 7 tỷ 870 triệu đồng. Có ngay một căn nhà ngay trục đường Nguyễn Văn Nghi, sát bên với trường Đại học Công nghiệp 4 và sân bay Tân Sơn Nhất. Và chúng ta cùng em di chuyển lên phía trên nha. Nhà hướng chính nam, bề ngang rộng tới 5m2, rất là rộng. Dài 10m, xây dựng hết đất luôn nha quý vị.
Cầu thang được bọc gỗ sồi, rất là đẹp, rất là sang luôn. Nhà thì xây cực kỳ chắc chắn, giá tiền hợp lý. Chúng ta còn chần chừ gì mà không gọi ngay về tới bên nhà đất Bá Hưng nào. Và cùng em di chuyển lên khu vực lầu 1, khu vực phòng ngủ 1 và 2. Trên này thì chúng ta sẽ được tặng lại full nội thất, giường tủ máy lạnh nha. Sàn ốp sàn gạch da gỗ. Chúng ta có giường 1m8 này, kèm với nệm, bàn trang điểm. Và chúng ta có máy lạnh từng phòng, máy lạnh Daikin, toilet riêng từng phòng nha quý vị. 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, có giường tủ đầy đủ hết luôn. Chúng ta chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Một căn nhà rất là tuyệt vời, rất là hợp lý cho quý chị nào đang có nhu cầu mua để ở, làm văn phòng công ty, hoặc là chúng ta mua để buôn bán mỹ phẩm online. Nhà rất gần với quận Phú Nhuận, gần với công viên Gia Định và bệnh viện 175. Cực kỳ đẹp nha. Phòng ngủ số 2 ở phía trước này. Nhà thì không có ban công, có cửa sổ ra phía ngoài thôi. Và tận dụng hết đất luôn. Giường 1m8. Toilet riêng từng phòng. Một căn nhà rất tuyệt vời, rất là hợp lý cho quý vị mua và sở hữu đón Tết Nguyên đán năm 2022. Chúng ta còn chần chừ gì mà không gọi ngay về tới bên nhà đất Bá Hưng để được sở hữu căn nhà này nào. Bên em Hưng với đội ngũ đông và tư vấn nhiệt tình nhất, tận tâm nhất cho anh chị. Chúng ta mua nhà thì cứ gọi về tới bên em nha. Cùng em di chuyển lên khu vực lầu 2, khu vực phòng ngủ số 3 và số 4 nha quý vị. Nhà thì rất đẹp rồi, giá tiền rẻ. Và giá nhà cũng đang lên nữa, thì cho mua đầu tư cũng rất là tuyệt vời. Cho thuê cũng được. Trên này thì chúng ta cũng được tặng lại giường, tủ quần áo và máy lạnh đầy đủ hết nha. Có hết nội thất trong nhà. Rất tuyệt vời, rất lung linh luôn. Anh chị cô chú nào nếu mà muốn thích hướng Bắc thì chúng ta chọn hai căn đối diện nha. Ba căn nhà đối diện thì cũng đã xong hết rồi và cũng đã bán một căn rồi nha mọi người. Ba căn thì đã bán một căn rồi. Chúng ta chỉ còn lại hai căn thôi và một căn nhà đối diện. Mấy căn bên ngoài thì đang xây, chưa có xong. Chắc thì đầm đầu năm mới 2022 thì nó sẽ xong và chúng ta có thể lựa chọn một căn trong khu nhà ngay đường Nguyễn Văn Nghi này. Khu vực này thì rất là hiếm nhà hẻm xe hơi và hẻm đẹp. Nên là chúng ta hãy nhanh tay lựa chọn đi. Nhà rất đẹp rồi. Phòng ngủ rộng và bố trí cực kỳ hài hòa, lung linh. Và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sau nha. Quý chị xem video thì hãy ủng hộ em một lượt like, kèm với một lượt đăng ký kênh, bấm chuông ngay để xem video mới. Trên này chúng ta được tặng lại một cái kệ thờ luôn. Khu vực này là khu vực phòng thờ, máy giặt để bên này. Phơi đồ thì nó phải giặt, phơi đồ ở phía sau nha. Ra phơi đồ ở phía sau này. Phía sau này thì chủ nhà cũng đã làm khung sắt và đổ bê tông hết luôn. Thoải mái cho nhà mình phơi đồ và chúng ta để đồ ở phía sau, rất là thuận tiện luôn. Đấy, chủ nhà làm rất là kỹ rồi. Phía trước này là khu vực cho chúng ta trồng cây, trồng rau. Thì chủ nhà cũng đã trồng cây kiến trên này và lợp khung sắt. Trên thì có làm mái sáng. Một căn nhà phải nói là về chỉ việc đem người không, đem quần áo về ở. Và cũng đã được làm gần hết rồi. Khu vực thì gần với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Rất là tuyệt vời và cực kỳ hợp lý cho anh chị mua để ở rồi. Thì anh chị nào quan tâm thì hãy gọi về tới bên em.
Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin gặp lại tất cả anh chị và cô chú ở những video lần sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau nha.